chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Có phải thầy đang tìm dao cạo đúng không? Dạ phải. Đây, đây là cho ô tô tí. Thầy đi bao nhiêu người nhỉ? Mời các thầy vào đây để cắt tóc luôn, được không ạ? Hôm nay con là người cắt tóc. Dạ, dạ thôi, để tự cạo được rồi. Đã thế con tặng thầy dao cạo. Dạ vâng, dạ. Thầy có cầm ấy không, cần lưỡi lam không? Có lưỡi rồi. Đây, con nhờ thầy một tí nhá. Con nhờ thầy một tí. Vâng. Thầy đi từ Bắc vào Nam đi được bao nhiêu cây rồi? Đi theo sư Minh Tạng, Minh Tệ. Vâng. Từ Nha Trang. Đây thầy, thầy Minh Tuệ. Dạ. Con nô. Vâng. Đây là anh này tên là gì ạ? Đây là sư phụ Minh Tạng. Dạ vâng. Sư phụ Minh Tạng. Dạ vâng. Vâng. Thế con chúc sức khỏe thầy. Dạ vâng. Bắt tay. Nam mô Di Đà Phật. Thầy đã đưa cây cạo cho. À không, dạ không. Dạ vâng. Nói chung là mình làm gì mình muốn. Dạ vâng. Anh. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Vâng. Trả cái này. Đây. Không không, con tặng, con tặng. Dạ cái. Vâng, con xin nhá. Vâng. Vâng. A Di Đà Phật. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy khi có người quỳ lạy, ông hơi xoay người theo hướng khác, chứ không dám đón nhận. Hành giả sư Minh Tuệ là một vị tu sĩ, hòa mình vào đời sống thế tục, nhưng vẫn giữ được đức tu của hạnh đầu đà, A-di-đà Phật. Mọi người hỏi sư là có tiếp tục đi nữa không, hay là hôm nay sẽ phải đi? Chị sẽ mạnh lên mọi người, chị sẽ mạnh lên mọi người. Đừng hỏi nữa, để sư nghỉ ngơi, đừng hỏi nữa. Lên tiếng quá hay. Hỏi hoài. Sư Minh Tạng sẽ ở lại đây nghỉ ngơi thêm một chút xíu nữa quý anh chị. Khi nào mà kinh bớt đau thì sư Minh Tạng và năm vị sư này sẽ tiếp tục bộ hành phía sau. Thì sư Minh Tạng thì đã đi trước rồi. Thì khi nào mà sư Minh Tạng bộ hành tiếp tục thì mấy anh em sẽ chia sẻ cho quý anh chị xem nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Bất ngờ với phản ứng của thầy Minh Tạng khi được chị Phật tử cúng dường. Eo, thầy ơi, thầy bỏ cái dép vào đây một tí nữa, khất thực xong rồi thức ăn vào đây thầy cũng sử dụng chung luôn ạ. Dép mới mà mình lau đi rồi mình dùng. Vâng ạ. Nhưng mà ý là con hỏi thầy, người ta cúng mà người ta không có thìa hay là có đũa thì thầy ăn như thế nào ạ? Mình dùng bằng tay. Thế là người ta cúng cho gì là mình dùng cái đấy luôn.
Nhưng mà ý là cúng thìa đũa cho thầy, thầy có cách đưa không? Giữ không? À, nếu mà có thì dùng, còn không thì mình dùng bằng tay. Ý là hay là mình mua cho thầy để sẵn trong túi? Không, không, không để dành. Nhưng mà cái đấy là những cái dụng cụ thôi mà, thìa đũa. Là mình xả bỏ, để mình tập xả bỏ cái tâm. Cái tâm của mình là cái gì, không có cái gì quý của mình. Như mình ai dùng vậy, ai xin là mình cho được hết. Mình xả bỏ. Giống như ai xin cái bình bát giờ mình cũng cho luôn. Xin là cho luôn hả? Vâng, thế mình xả hết mà. Thế nhưng mà không có bình thì thầy xin đi mình, không? Mình đi khác hay khác mình phải xài. Trời ơi. Nên là mình là xả hết mà. Thế là cho cả cái bình bát này là cũng là cho luôn. À, mình xin của mình cái gì được mình cho hết. Nhưng mà ý là thầy may được y áo chưa? À, đang nhặt vải được may. Thầy đang nhặt. Ừ, vải lắm, biết biết làm sao. Hai bọn con có vải, bọn con cúng dường chứ thầy. Cái đây để nhặt vải thôi rồi thôi, cúng dường không lấy. Thế con vứt nhá, con vứt của thầy. Đúng rồi, không phải vứt mà là con đặt ở bên đường. Như vậy nó không thành nữa. Phải tự cao lên rồi mới được.